Chính audio xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác cái con loa Bose Soundlink E nhé các bác nhé. Bose Soundlink E. Con này thì nó có công nghệ là kết nối không dây, cài wifi phát qua chuẩn AirPlay của Apple và có cái AUX phía sau nữa nhé các bác nhé. Em sẽ quay cái ngoại hình của loa trước. Đây là loa đây ạ. Thực tế ở phía ngoài có những cái vết xước đây. Thì hàng như thế nào em sẽ quay thực tế như thế. Đây này, đây một vết này. Đây một vết này. Đấy, nóng đốm đây các bác nhá. Đây nó có những cái vết nóng đốm như vậy. Mặt trên của nó đây ạ. Xước lông mèo. Phía bên hông ạ. Bên hông này này có nút giảm tiếng và nút tăng tiếng nhá các bác nhá. Cái nút này là nút cảm ứng. Các bác cứ chạm vào là được. Các bác cứ chạm vào là sẽ giảm tiếng và tăng tiếng nhá. Phía bên hông còn lại bên này thì không có cái gì cả. Nó trơn thôi. Phía mặt sau. Đây là phía mặt sau. Nó là dạng nhựa bóng nha các bác nhá. Nhựa bóng đây này. Sờ tay vào cái là nó để lại vết ngay. Cái vết tay cầm đấy ạ. Này nhựa bóng này các bác này. À, đây là cái cổng để cài cái wifi nhé. Các bạn sẽ cắm cái dây vào đây và cắm vào cái laptop của cái máy tính cây để các bạn sẽ cài cái wifi cho nó. Bác nào chốt thì em sẽ gửi cái link để tải cái phần mềm và cái cách để cài wifi cho cái con này. Đây là cái cổng để ghim nguồn. Và đây là cái cổng của con jack AUX in đấy ạ. Đây nó có lỗ thông hơi. Và cái nắp này thì này tháo nó được nha các bác nhá. Con này thì người ta thiết kế rất là hay. Là các bác có thể chơi cắm điện. Hoặc con này thì hãng người ta bán rời pin. Các bác có pin các bác nắp vào đây. Là các bác có thể chơi pin được. Mà thực tế con này là nó chơi qua chuẩn wifi như thế. Nên là nó sẽ bắt buộc phải có wifi thì mới chơi được qua cái wifi ở nhà các bác nhé. Còn không thì các bác sẽ phải chơi qua cái jack 3.5 này. Nếu các bác có con iPhone thì các bác sử dụng con iPhone để các bác phát wifi và dùng con loa này bắt luôn cái wifi của iPhone thì cũng có thể phát nhạc được luôn. Phía bên dưới đấy ạ. Phía bên dưới thì đây, nó có bốn cái núm cao su cùng cái cao su của cái mặt sau này. Và một cái nút này là nút reset. Reset này khi các bác bấm giữ khoảng độ là 15 giây thì cái wifi nó sẽ set lại nhé. Nó sẽ reset lại wifi. Và đây là cái thông tin của nó. Bose Soundlink E. Đây ạ, Bose Soundlink E này. Digital Music System. Made in Mexico các bác nhé. Hàng Mexico. Đây ạ, Made in Mexico đấy ạ. Các bác có thể đọc ạ. Số series con này là 897 AE ạ. Đấy, con này bao gồm loa này. Loa nhé các bác nhé. Một cục sạc zin chính hãng. Nó cũng có những cái vết xước đây. Con này thì điện thoải mái cắm. Từ 100V đến 240V. Nên là các bác cũng không sợ cái việc mà mình bị cắm nhầm điện. Tiếp đến là em sẽ tặng kèm một cái dây AUX in. Đây ạ, dây AUX in. Dây loại tốt nha các bác nhé. Đây, một đầu các bác cắm vào cái điện thoại, TV, máy tính. Và một đầu các bác cắm vào loa. Các bác chọn AUX in là được. Và có một con này thì đi kèm một cái con điều khiển học nha các bác nhé. Đây là con điều khiển học. Con này thì em đã học lệnh cho nó rồi. Cái này sẽ là tăng tiếng bật lên này. Nách bài này, nùi bài này. Tăng tiếng, giảm tiếng. Và cái này là chọn sang là chơi AUX. AUX cho các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ test, xin phép test một cái đoạn nhạc. Các bác sử dụng cái tai nghe để có thể cảm nhận được phần nào cái chất âm của nó. Em mời các bác nghe đoạn nhạc. Đây nhé, khi các bác cài được wifi thì cái đèn này nó sẽ báo màu xanh lá như này. Màu xanh lá như này. Đây là cái điện thoại iPhone ạ. Thì các bác cứ mở nhạc. Đây là mở nhạc iPhone nhé. Các bác kéo lên vào AirPlay.
đây ạ, cái tên loa khi mình cài mình đặt đấy, đấy như này nó sẽ phát ra ngoài loa. Đấy. Đây em sẽ cho to tiếng này. Đang chơi qua cái đằng này nhé các bác nhá. Thì em sẽ cắm cái jack AUX ở phía đằng sau để các bác nghe cái một cái đoạn để em cắm AUX ạ. Đấy nhá, bây giờ em sẽ cắm cái jack AUX vào nhé các bác nhá. Đấy, em cắm AUX vào. Em sẽ cho to tiếng lên. Em cho to tiếng lên điện thoại đó. Bác nào có nhu cầu cái con này thì em sẽ giao lưu với các bác giá 2.700.000 cái con này nha các bác nhé. Thì bác nào yêu thích thì mời các bác liên hệ với em qua số điện thoại 0916 507 222, em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Kiên Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em xin chào, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.